Từ đó về sau, Bảo Ngọc với Tần Trung cùng đi cùng về, cùng đứng cùng ngồi, ngày càng thân thiết. Lại được giả mẫu yêu thương, thường xuyên giữ Tần Trung lại ở 5-3 ngày, thương yêu như cháu chắt của mình. Vì thấy Tần Trung không được khá giả, càng muốn giúp cậu ấy thêm quần áo, giày dép. Thời gian trong vòng 1 tháng, Tần Trung đã quen thuộc với Vinh Phủ. Bảo còn về Tiết Bàn, từ sau khi đến chỗ Dương phu nhân ở thì biết có một trường học tư, trong trường đều là con cháu thân thuộc, khó tránh động đến chuyện tình ái. Vì vậy cũng giả vờ đến trường theo học, nhưng mà là học được mấy ngày thì lại nghỉ mấy ngày, chỉ muốn kết giao với người hợp ý. Tân tự viết ngã lệnh tam tịnh ngã thân. Ngã lệnh tam tịnh ngã thân. Trời, im đừng cười. Hiếu đệ nhi hậu phạm thượng giả. Hiếu đệ nhi hậu phạm thượng giả. Ai ngờ trong trường lại có một vài học trò muốn ăn mặc xài tiền của Tiết Bàn. Những người bị hắn dụ cũng không cần nói đến nhiều. Trong đó có 2 học trò nhỏ đa tình, cũng không biết là con cái nhà ai. Chỉ vì gương mặt phong lưu tuấn tú, khắp trường đều tặng cho 2 biệt hiệu, một là Hương Lân, một là Ngọc Ái. 2 người này tương đối thân thiết với Tiết Bàn, và nhóm của Hoàng Kim Vinh cũng kết giao trong đó. Bây giờ Bảo Ngọc Tần Trung đến đây, gặp được 2 người Hương Lân, Ngọc Ái, khó tránh lòng ngưỡng mộ. Chỉ có điều Tiết Bân ở đây nên họ không dám manh động. Vì vậy 4 người tuy là có tình ý nhưng chưa thể hiện. Không ngờ lại có mấy tên lanh mắt nhìn ra được chuyện này, nhăn mày nhíu mắt sau lưng, hò hò mấy tiếng. Chuyện xảy ra cũng đã lâu. Hôm nay Thái gia có việc, đã về nhà rồi. Những chuyện trong trường vô ta thay mặt quản lý. Hả? Thì ra Giả Thụy này là cháu nội của Giả Đại Nho, nổi tiếng là người thiếu phẩm hạnh. Thái gia đã dặn mỗi lần vào trường mượn công trả thù riêng, dọa dẫm học trò. Ngày mai lại vừa thấy Tiết Bàn muốn lấy chút tiền nhắm rượu, mặc cho Tiết Bàn hoành hành bá đạo. Hắn chẳng những không quản thúc, còn giúp làm chuyện ác. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Ê, sao lại ra ngoài? Để đi nhà xí. Người lớn trong nhà có cho huynh tùy tiện kết bạn không? Quỳnh họ cái gì hả? Chẳng lẽ không cho chúng tôi nói chuyện hay sao? Cho 2 người nói chuyện, chẳng lẽ không cho tôi ho hay sao? Tôi chỉ hỏi 2 người, có gì không thể công khai chứ. Lén la lén lút ở đây làm trò gì vậy? Tôi biết hết rồi, còn chối gì nữa. Cứ thú nhận với tôi trước đi, Quỳnh biết cái chuyện gì chứ? Phải, Quỳnh biết chuyện gì chứ? Chuyện gì mà tôi không biết? Là sự thật đó. Mau tới đây xem đi. Mau tới đây xem, mau lên. Tin nóng hỏi đây. Hôm nay Tiết Bàn lại có người bạn mới, bỏ Hương Lân mặc áo qua một bên, nên Giả Thụy cũng không có người để giúp đỡ. Thấy Tần Trung Hương Lân đến cáo tội Kim Ninh, hắn chỉ bảo lắm chuyện, chỉ mỉa mai thêm vài câu. Thường nghe chuyện buồn cười cũng hay có, nhưng chưa thấy cậu lên tiếng. Sao hôm nay nói vài câu đã nổi giận rồi? Còn không mau về chỗ viết chữ đi. Lúc nãy rõ ràng tôi nhìn thấy, còn không thừa nhận. Nè, làm mấy chuyện mất mặt giống vậy á, đâu dám lớn tiếng. Ai mất mặt hả? Cái miệng huynh sạch sẽ một chút đi. Hồi nãy rõ ràng tôi thấy họ ở đó, sờ soạn vuốt ve, cắn tai cắn miệng. Kim Vinh chỉ lo nói bậy. Hai cho Kim Vinh ngươi. Ai ngờ lại chọc giận một người. Đó là người nào? Thì ra có một người tên là Giả Tường, cũng là cháu cố chính tông ở trong Ninh Phủ. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã sống với Giả Trân, thân thiết với anh em Giả Dung nhất. Đây chẳng qua là chuyện nhỏ thôi. Này thấy có người giúp đáp Tần Trung, làm sao mặc kệ. Muốn ra mặt lại sợ làm mất lòng Tiết Bàn, nên giả vờ đi ra nhà xí để ra bên ngoài. Minh Yên, Minh Yên qua đây. Qua đây, qua đây. Không xong rồi, lớn chuyện rồi. Kim Vinh bôi dọn người khác, nói Hương Lân sờ soạn hung hít Tần Trung. Chuyện đó còn dính líu tới cậu chủ của ngươi nữa. Tôi đi xem thử. Họ Kim kia, họ Kim kia, ngươi là cái thái gì chứ? Chúng tôi có làm gì hay không thì có liên quan gì tới ngươi hả? Bộ ta làm vậy với cha ngươi hay lần sau chứ? Thủy Thái Gia, tôi có chuyện với gì. Hôm nay ngươi thử đụng tới một móng tay của mình đại gia ngươi xem hả? Minh Yên, anh hay lắm. Minh Yên, trật tự, ngồi xuống hết đây. Không phải. Minh Yên, Tần cứ nói sự thật thôi. Ê, làm gì đó? Dừng lại đi, đừng đánh nữa. Đừng có đánh nữa mà. Dừng tay lại. Minh Yên, không được làm càn. Tên tụi tội ngươi hay thật, dám động tay động chân thật hả? Hả? Ta đánh chết ngươi nè. Ui da. Ây da. Minnie, Minnie. Tránh ra, Minnie. Tụi người ném sự lợi hại của ta. Trình Khánh à, Trình Khánh, đại có ta ở đây. Sao người dám đánh Tần Trung hả? Nè. Ê nè, Kim Vinh, đừng đánh nữa, đừng gây lớn chuyện. Dừng tay lại, thì nãy giờ bị đánh qua ngủ rồi. Sao lại đánh ta chứ? Làm loạn hả? Còn không mau dừng tay lại. Mau, cản lại đi. Đừng đánh nữa. Các cậu đều là người có ăn có học, trường học là nơi thanh tịnh, vốn đã đọc sách và viết văn, sao lại động tay động chân chứ? Cũng là do tên tiểu nô tài này dám ra tay trước, không nể nang ai, to gan hỗn láo. Ngươi mà là chủ nhân của ai? Nếu không phải ngươi ức hiếp Tần công tử, ta có cần gây lớn chuyện ở đây không hả? Rõ ràng bọn người Tần Trung nhiều chuyện trước. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Chỗ này là chỗ nào? Làm gì tới lượt ngươi lên tiếng? Ngươi hãy coi chừng đó, biến ra ngoài cho ta. Lý Quý, dọn sách, dắt ngựa ra. Ta đi báo với Thái gia, bọn ta bị người ta ăn hiếp. Cậu đừng quá nóng nảy, cần gì phải kinh động đến ông ấy chứ. Đây đều là lỗi của Thụy Thái gia. Thái gia không có ở đây, mọi người đều làm theo Thụy Thái gia. Mọi người có gì không phải, nên đánh thì đánh, nên phạt thì phạt. Sao mà đợi tới mức độ này rồi vẫn bỏ mặt? Ta nói các người có nghe không vậy? Còn nói thôi cái gì nữa? Ta nhất định phải đi. Đừng. Ta sẽ không ở đây học hành đâu. Đừng mà. Kim Vinh là họ hàng của ai chứ? Cậu ấy là cháu của Hoàng đại phu nhân ở trong ngõ phía đông. Là cái thái gì mà ngược hù dọa bọn ta chứ? Thì đó. Đúng rồi. Hoàng đại phu nhân là cô của cậu ta. Bà cô này chỉ biết xây cối giả gạo, phải quỳ trước mặt Liễu thiếu phu nhân mà xin xỏ nhờ giả. Tôi coi thường nhất chính là hạng người kiểu đó đó. Phải coi thường. Chó con như người biết gì mà nói chứ. Sự thật là vậy mà. Ta cứ tưởng là bà con nhà ai chứ, thì ra là cháu của Hoàng đại tổ tẩu sao? Được thôi, ta sẽ đến hỏi chuyện tổ ấy. Chuyện này Kim Vinh càng nghĩ càng tức. Về nhà kể với mẹ cậu ta về chuyện ở trong trường. Mẹ cậu ta lại nói với em chồng của bà ấy. Hoàng đại phu nhân này trong lúc tức giận liền chạy tới Ninh Phủ cáo trạng. Lui là Tần Thị, lại khiến Diêu Thị nói ra một loạt những chuyện khác. Sao không thấy thiếu phu nhân đâu? Mấy ngày gần đây không biết nó bị sao nữa. Kinh nguyệt của nó đã trễ hơn 2 tháng rồi. Gọi đại phu tới khám thử lại không phải là đã có tin mừng. Mấy hôm nay cả ngày trời cũng muốn ngồi yên một chỗ, không muốn nói gì, ánh mắt cũng đờ đẫn. Tôi bảo nó con không cần phải giữ kẻ, sớm muộn cũng bình thường lại thôi, cứ cố gắng mà tịnh dưỡng. Cho dù nhà có họ hàng đến chơi cũng còn có ta. Nếu người lớn có trách con thì có ta nói đỡ cho con. Ngay cả Giả Dung tôi cũng căn dặn. Tôi bảo con không được làm khó cho nó, không được làm nó tức giận. Để nó yên tĩnh mà dưỡng bệnh là được. Nếu như nó muốn ăn gì, cứ việc đến chỗ ta lấy. Nếu như chỗ ta không có, thì cứ đến chỗ của Liễn dị Thẩm xin. Lỡ như nó có bề gì bất trắc, còn muốn cưới một cô vợ có ngoại hình như nó, có tính nết giống như nó, có thắp đèn cũng không tìm ra được. Cách đối nhân xử thế của nó, có người họ hàng nào, có người trưởng bối nào mà không thích chứ. Vì vậy mấy hôm nay tôi thật sự rất lo, cứ như thiêu như đốt trong lòng tôi. Đúng vào sáng hôm nay, đệ tới thăm nó. Ai ngờ thằng bé này thật là không biết điều. Vì thấy tỷ tỷ của nó không được khỏe, cho dù có chuyện gì cũng không nên nói với tỷ chứ. Huống hồ một chuyện nhỏ như vậy, cho dù có bị ấm ức đến cỡ nào thì cũng không nên nói ra. Hôm qua đã đánh nhau ở trong trường, có một tên không biết của phủ nào đến học ức hiếp nó. Tên đó lại ăn nói những lời bẩn thỉu xúc phạm nó. Đó, nó nói hết với tỷ tỷ nó. Kim Thị nghe xong những lời này thì những lời ấm ức muốn tranh luận với Tần Thị lúc nãy đều bay đi đến tận phương nào. Bề ngoài thì nó luôn cười nói vui vẻ, nhưng trong bụng thì hay suy nghĩ. Cho dù nó nghe được những lời gì đều phải suy nghĩ 5-3 ngày. Bệnh này cũng là do nó đã suy nghĩ nhiều mà ra. Ai cũng tưởng là có hỷ, nhưng lại không phải. Bệnh này lạ ở chỗ đó. Chẳng phải là Hoàng đại phu nhân sao? Xin thỉnh an Trần đại gia. Mời muội muội này dùng bữa cơm đi. Tiếp cũng đang có ý này. Mời tôi dùng cơm là có ý tốt, nhưng tôi thật sự không thể ở lâu. Tôi phải đi về rồi. Hôm khác sẽ đến thăm Dung thiếu phu nhân. Nếu đã có việc cũng không tiện giữ, có rảnh thì tới thăm tôi thường, vậy còn gì bằng nữa. Hôm nay tới đây là có chuyện gì sao? Cũng không có nói gì hết. Bây giờ khoan nói tới bệnh của con dâu. Ông đến chỗ nào đó tìm một đại phu giỏi khám thử cho nó đi, đừng có chậm trễ nữa. Ông xem mấy đại phu ở nhà mình khám có được gì đâu. Người nào người nấy đều nói chuyện theo giọng điệu người khác. Người ta nói gì ông ta lặp lại rồi thêm vài câu, lại rất là niềm nở. Có 3-4 người một ngày thay nhau đến bắt mạch tới 4-5 lần. Họ bàn bạc rồi ra một toa thuốc, uống rồi cũng không hiệu quả. Chỉ khiến đó một ngày thay 4-5 cái áo để ra gặp đại phu, thực sự không có ích gì. Con bé này hờ quá, cần gì phải thay tới thay lui. Để bị cảm thì càng không tốt. Khám bệnh như vậy sức khỏe ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà bệnh của nó cũng phải được chữa chứ, không khám làm sao biết mà chữa. Ta đang định nói với bà, lúc nãy Phùng Tử Anh tới thăm ta, nên ta mới nói là sức khỏe của con dâu dạo này không được tốt, lại tìm không được đại phu giỏi. Ông ấy nói phủ ông ấy chỉ có một người. Tại sao thường ngày lại chưa từng nghe nói Phùng gia có danh y hả? Phùng Tử Anh vì nói đến ông ấy có một người thầy dạy học lúc nhỏ, họ Trương tên Hữu Sĩ, học vấn uyên bác nhất, cũng hiểu sâu về y lý, lại đoán được sống chết con người. Năm nay lên kinh quyên tiền cho con làm quan, hiện đang ở nhà họ Phùng. Như vậy xem ra bệnh lạ của con dâu mình không biết chừng ông ấy sẽ có thể chữa khỏi thật đó. Ta sẽ lập tức sai người đem thiệp mời của ta sang mời. Trời, có điều là hôm nay trễ rồi không đến được. Ngày mai chắc chắn ông ấy sẽ đến. Thường ngày chỉ có một mình tôi lo liệu, hôm nay có lão gia ra tay, bệnh của con dâu mình đã có hy vọng rồi. Mời. Tiên sinh xem mạch đập này sẽ chữa được hay là không chữa được? Theo như tôi thấy, bệnh này có 3 phần là có thể chữa được. Nếu như uống thuốc của tôi vào, buổi tối có thể ngủ yên giấc, vậy thì sẽ thêm được 2 phần. Theo tôi thấy mạch đập này, thiếu phu nhân có lẽ là một người mạnh mẽ, có tài trí thông minh hơn người, nhưng mà thông minh quá sẽ thường có chuyện không như ý. Thường có chuyện không như ý thì lòng ắt sẽ suy nghĩ nhiều. Kính xin thỉnh giáo tiên sinh, bệnh này có gì đáng ngại tới tính mạng hay không? Đại nhân, ngài là người sáng suốt. Bệnh đã đến nông nỗi này rồi, tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho dù là uống thuốc này vào rồi, vẫn còn phải xem hợp hay không. Theo như tôi thấy, đông này sẽ không đáng ngại gì. Tóm lại qua được mùa xuân sẽ được khỏi hẳn. Xin chào. Kể đến ngày mừng thọ của Giả Kính, Giả Trân căn dặn người nhà chuẩn bị yến tiệc 2 ngày theo lệ cũ. Lại bảo nô tài tìm một gánh hát và một đoàn nhạc đến nhà, chuẩn bị sẵn sàng trên sân khấu. Có điều hôm nay thời tiết mát mẻ, hoa cúc trong vườn lại nở rộ. Tôi chỉ muốn mời lão tổ tông qua đây cho khuây khỏa, sẵn tiện nhìn con cháu đông vui. Nhưng ai ngờ lão tổ tông lại không chịu nể mà. Đại ca ca, hôm qua là thái thái còn đòi đến nữa kìa. Tại tối qua Trình thấy huynh muội Bảo Ngọc ăn đào làm người cũng thèm ăn đó. Ăn cố thêm hơn nửa quả. Đến lúc canh năm liên tiếp đi ngoài tới 2 lần luôn. Cho đến sáng hôm nay cơ thể hơi mệt mỏi. Vì vậy gọi tôi đến nhắn lại, nói là hôm nay không thể nào đến được. Nếu như có món nào ngon thì lấy chút ít, cũng còn tiếc lắm đó. Cô xem, tôi biết ngay mà. Lão tổ tông mình rất thích chỗ đông vui, hôm nay không đến chắc chắn có nguyên nhân. Hôm trước nghe muội muội của cậu nói vợ của Giả Dung sức khỏe không được tốt. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Bệnh của nó hả? Cũng rất kỳ lạ. Trung thu tháng trước còn cùng lão tổ tông với thái thái chờ đến nửa đêm, lúc về nhà thì vẫn yên lành. Sau đó 20 ngày thì càng ngày càng mệt mỏi, lại không muốn ăn uống gì. Dạo gần đây lại không thấy kinh nguyệt. Có khi nào có tin vui không? Đại lão già, nhị lão già và các thiếu gia trong nhà đã đến rồi, đang ở trên 9 đường. Ta biết rồi. Dạ. Nhi dị Thẩm Thẩm ngồi chơi, Điệt Nhi xin thất lễ. Trước đây hả, cũng đã từng có đại phu nói là có tình vui. Hôm qua Phùng Tử Anh giới thiệu một người thầy từng dạy ông ấy. Y thuật của người này rất tốt. Sau khi khám xong, nói không phải là hỉ mà là một chứng bệnh rất nặng. Hôm qua đã kê cho một đơn thuốc, uống hết một thang thuốc. Hôm nay chứng mắt mờ thì có đỡ hơn một chút, nhưng mà những cái khác cũng chưa có tác dụng gì. Theo tôi thấy, cho dù mệt mỏi đến mấy cũng phải gắng gượng vậy. Một ngày vui như hôm nay sẽ phải đến mức không chịu ra đây chứ. Hôm mùng 3 cô gặp mặt nó ở đây, nó đã cố chịu cả buổi. Cũng là vì cô với nó là người rất hợp ý nhau, nó mới cố gắng ở lại không nỡ đi. Đúng là trời có mưa gió bất thường, người có quả phúc chẳng ngờ. Mới từng này tuổi như nó, lỡ như vì bệnh mà ngã thì sao chứ. Làm người sống có gì vui nữa. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Như vậy thái thái, con đi đưa thức ăn cho thái gia rồi. Phụ thân con ở nhà hầu hạ các lão gia, chiêu đãi các lão gia bên Vinh Phủ. Theo như lời người dặn, không dám đến. Vậy mới đúng chứ. Đi về nói với bà mẹ con, cố gắng tiếp đãi lão gia và các thái thái, cố gắng tiếp đãi các thúc thúc, thầm thầm. Dạ. Với lại quyển âm trắc văn lập tức in ra khoảng chừng 1 vạn bản rồi phát. Dạ. Con về đi. Con sẽ chuyển lời đến cha con. Bây giờ con còn phải đi tiếp đãi các thái gia và dùng cơm với các lão gia nữa. Dạ Dung, con khoan đi đã. Hôm nay thê tử của con bệnh tình như thế nào rồi? Vẫn chưa khỏe. Lát nữa Thẩm Thẩm qua đó thăm thì sẽ biết thôi. Con qua đó trước. Các thái thái định dùng cơm ở đây hay là bún vào bên trong dùng? Tuồng hát con đã chuẩn bị xong rồi. Hay là chúng ta ăn xong rồi hãy qua đó. cũng bớt được chút việc. Ừ, cũng tốt. Cái này gọi là lòng đến thần đã biết. Năm nay hoa cúc nở thật sự rất là đẹp. Phải. Phải đó. Để hôm khác nhất định mời lão thái thái tới ngắm hoa nha. Lão thái thái quả thật nên đến. Hồi thái thái, mọi người cứ dùng cơm trước. Con muốn đi thăm thê tử của Giả Dung một chút. Rất phải. Chúng ta đều phải đi thăm nó. Chỉ sợ nó chê ồn ào quá đó thôi. Con cho ta gửi lời thăm hỏi vậy. Dạ. Cô Hi Phượng, con dâu tôi nghe lời cô. Cô hãy cố gắng khuyên bảo nó một chút. Tôi cũng yên tâm. Sau khi xong việc mau trở lại nhà nha. Tôi biết rồi. Vậy con qua đó trước nha. Ê, thái thái, con còn muốn theo Phượng tỷ tỷ thăm tỷ tỷ của Tần Trung. Con đi một chút rồi quay lại. Đó cũng là cháu dâu. Dạ. Tôi bảo Dung Nhi đưa hai người đi. Mau gọi Dung đại gia. Dạ. Qua bên kia. Vậy coi chừng là chóc mặt đó. Cháu dâu của ta, sao mấy ngày không gặp tôi mà đã khổ sở như vậy rồi? Đợi chút nào chưa? Mau dâng trà lên. Thẩm Thẩm với Bảo Thúc tới đây vẫn chưa uống chung trà nào. Điều là do con không có. Một gia đình như thế này, cha chồng, mẹ chồng đều đối với mình như con gái ruột. Cháu của Thẩm Thẩm tuy tuổi còn trẻ nhưng chàng lại kính con. Con kính chàng, chưa từng giận nhau. Trong số những người lớn nhỏ ở trong nhà, Thẩm Thẩm thì không cần phải nói, cũng không ai không thương con, không tốt với con. Bây giờ mắc bệnh này, con không còn một chút kiên cường nào nữa rồi. Chưa hiếu thảo với cha mẹ chồng ngày nào, Thẩm Thẩm thương con như vậy, con thì chỉ có một tấm lòng hiếu kính, bây giờ không thấy đủ nữa. Bản thân con nghĩ chưa chắc sẽ qua được đêm Tết. Bảo Ngọc mít ướt cho mấy bà quá rồi đó. Cháu vừa đề chẳng qua chỉ nói vài câu, nhưng làm gì tới mức độ đó chứ. Huống hồ cho dù người lớn tuổi cỡ nào, một khi bị bệnh thì sẽ nghĩ thế này thế nọ thôi. Vậy chẳng phải khiến cho mình càng thêm bệnh hay sao chứ? Chứng bệnh này không cần phải dùng gì, chỉ ăn một vài thức ăn thì không cần phải lo nữa. Bảo Ngọc à, thái thái muốn đề qua đó. Đệ đừng ngồi ở đó mà khóc thút thít nữa, chỉ làm cho cháu vô đệ tâm trạng càng nặng nề. Thái thái đang chờ đệ qua bển. Con dẫn Bảo Thúc qua bên đó đi, ta ngồi thêm một lát. Dạ. Bảo Thúc, chúng ta đưa qua bên hội phương viên đi, để Thẩm Thẩm với cháu dâu dễ trò chuyện. Mọi chuyện phải kỹ thoáng một chút. Trong phủ này, từ trên xuống dưới, ai không thương xót cho con, ai mà không mong cho con mau chóng khỏe lại chứ. Mặc dù lời Thẩm nói rất phải, nhưng sức khỏe con không hưởng nổi cái phúc lớn đó. Hồi Liễn thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân nhà em mời Liễn thiếu phu nhân qua bên đó. Ta biết rồi. Con cố gắng tịnh dưỡng đi, ta sẽ đến thăm sau. Chính vì muốn cho con khỏi bệnh, vì vậy mà hôm trước có người mời đại phu giỏi đến. Không cần sợ nữa. Cho dù thần tiên cũng vậy, chữa được bệnh không chữa được mệnh. Thẩm Thẩm, bệnh của con chỉ còn chờ ngày ra đi thôi. Con cứ hay nghĩ ngợi lung tung, làm sao khỏi bệnh được chứ. Con phải nghĩ toán mới phải. Huống hồ ta nghe đại phu nói, nếu như không chữa, e là phải chữa đến mùa xuân. Bây giờ mới là giữa tháng 9, vẫn còn thời gian 4-5 tháng nữa, bệnh nào mà chữa không khỏi chứ. Hồi Liễn thiếu phu nhân, phu nhân nhà em nói đoạn hát trong giường đã đến đoạn hay rồi, nên mời thiếu phu nhân qua bên đó. Ta qua liền. Dạ. Nếu nhà kỳ khác mua không nổi nhân sâm, vậy cũng có trách. Còn cha mẹ chồng của con nghe chữa được bệnh cho con, đừng nói là 1 ngày 2 chỉ nhân sâm, cho dù 1 ngày 2 cân cũng được nữa mà. Con cố gắng tịnh dưỡng đi, ta phải sang bên đó. Thẩm Thẩm, thứ lỗi con không thể về tiễn người. Lúc nào rảnh thì qua đây thăm con, mình trò chuyện đôi lúc, nói thêm được vài lời. Nếu ta rảnh rỗi sẽ đến thăm con. Tỉnh nàng tẩu tẩu. Đây là Thụy Đại Gia phải không? Sao có tôi mà tẩu tẩu cũng không nhận ra? Nếu không phải tôi thì là ai chứ? Không phải không nhận ra, chỉ là đột nhiên gặp mặt, không nghĩ tới chuyện Đại Gia lại tới đây chứ. Cũng là đúng lúc có duyên với tẩu tẩu. Lúc nãy tôi rời khỏi tiệc, nói là tới chỗ yên tĩnh này vào chút cho khuây quả. Không ngờ gặp tẩu tẩu ở đây, chẳng phải duyên phận hay sao? Trời ơi, hèn chi mà ca ca cậu thường hay nhắc tới cậu, nói cậu là rất tốt. Hôm nay gặp mặt, nghe cậu nói vài câu thôi thì ta đã biết cậu là người thông minh và vô cùng hòa nhã. Nhưng bây giờ ta phải đến chỗ của Thái Thái, không thể nói chuyện với cậu được. Đợi khi rảnh rỗi chúng ta nói nhiều hơn á. Tôi muốn đến nhà này để thỉnh an tẩu tẩu. Chỉ sợ tẩu tẩu còn quá trẻ, không chịu tùy tiện gặp ai. Đều là ruột thịt ở trong nhà, nói gì mà còn trẻ hay là không còn trẻ. Ê, cậu mang nhập tiệc đi, lần này mà bị họ bắt được cậu sẽ bị phạt đó. Đi mau đi. Vậy tôi đi nha. Đây mới biết là người biết mặt không biết lòng. Ở đâu ra hạng người với cầm thú như vậy chứ. Nếu hắn ta còn như vậy, chừng nào bị chết trong tay của ta rồi, hắn mới biết thủ đoạn của ta. Phu nhân và muội thấy thiếu phu nhân chưa đến nên rất sốt ruột, vì vậy sẽ nô tỳ đến mời thiếu phu nhân. Trời ơi, hai người đúng là rất thân thiết, hễ gặp mặt thì không nỡ bỏ đi. Tôi thấy cô qua đây ở với đó luôn cho xong. Được đó, ngày mai tôi sẽ dọn qua đây ở luôn. Bao lần đi, chỉ đợi cô thôi đó. Đang lúc hay kìa. Họ xem thật say sưa phải không? Bà ngồi đi. Dạ. Đem gia sách ra cho thiếu phu nhân chọn tuồng. Trời ơi, hai vị Thái Thái đều ở đây, làm sao tôi dám chọn chứ. Bọn ta đã chọn rất nhiều tuồng rồi, con chọn vài tuồng hay hay cho bọn ta nghe đi. Nếu đã như vậy thì hát xong tuồng này thì hát một tuồng hoàng hồn, rồi thêm một bài đàn tự thì cũng đủ hết giờ rồi. Thì còn gì nữa, cũng phải nên về sớm cho ca ca tổ tổ con nghỉ ngơi, trong lòng họ lại không yên. Các thái thái cũng đâu phải thường tới, ngồi chơi lâu một chút mới vui chứ. Vẫn còn sớm lắm mà. 写在人心上。 Năm ấy là ngày 30 tháng 12, ngày Đông Chí. Gặp lúc thời tiết thay đổi, bệnh của Tần Thị vẫn không có gì khởi sắc. Hồi lão thái thái, Dung thiếu phu nhân mấy ngày nay bệnh không nặng hơn mà cũng không khỏe hơn. Cái chứng bệnh này gặp thời tiết như vậy mà không trở nặng thì đã có hy vọng lớn rồi. Nhưng mà một cháu dâu tốt, nếu lỡ có gì bất trắc thì tao rất đau lòng. Còn với cháu dâu cũng thân thiết với nhau. Ngày mai là mùng 1, qua khỏi ngày mai, ngày mốt con qua thăm nó đi. Con xem xét cho thật kỹ tình trạng của nó. Nếu như thật sự đỡ hơn một chút thì về nói ta biết, để ta mực cho nó. Những món thường ngày nó thích ăn á, con cũng tự sai người nấu rồi mang qua đó ha. Yên tâm đi lão Tổ Tông. Con yên tâm, bệnh này bây giờ đã đỡ rồi. Có đỡ hay không? Mùa xuân sẽ biết ngay. Bây giờ cũng đã qua khỏi Đông Chí rồi, cũng không bị làm sao. Không chừng con sẽ khỏe lại. Đúng vậy đó. Xin nhắn với lão thái thái, thái thái yên tâm. Hôm qua lão thái thái cho con một vài miếng bánh khoai từ nhân mứt táo, con đã ăn 2 miếng. Thấy hình như đỡ hơn một chút. Nếu con thích, ngày mai ta mang đến cho con nữa. Bây giờ ta sẽ về đó chuyển lệnh với lão thái thái. Hôm nay không ở lâu được. Thẩm Thẩm, cho con hỏi thăm lão thái thái. Dạ thái thái. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Cô có nhận ra con dâu tôi thế nào không? Sắp không xong rồi. Tổ tổ nên chuẩn bị những thứ cần dùng cho hậu sự, sắp xếp cho sạch đi. Sắp một chút cũng tốt. Tôi cũng đã âm thầm chuẩn bị rồi, chỉ là hiện thời vẫn chưa có được bộ tốt. Tạm thời từ từ sắp xếp. Tôi phải nhanh chóng về đó chuyển lời với lão thái thái. Cô phải từ từ mà nói, đừng làm lão thái thái sợ. Tôi biết rồi. Khi Phượng Thư về, không nói sự thật với Giả Mẫu, mà chỉ nói thê tử Giả Dung tạm thời không sao, tinh thần vẫn tốt. Giả Mẫu nghe thấy trầm ngâm rất lâu, nói với Phượng Thư mau đi thay đồ nghỉ ngơi một lát. Hôm nay có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì, chỉ là tiền lời của 300 lượng bạc vợ tên họ Dương đã mang đến em nhận rồi. Với lại Thụy Đại Gia 3 lần 4 lượt đến cho người hỏi thăm người có ở nhà hay không. Cậu ấy muốn đến hỏi thăm trò chuyện. Tên súc sinh chắc là muốn chết. Xem hắn đến làm được gì. Thụy Đại Gia này tại sao lại muốn đến đây? Ta cho muội biết một chuyện nực cười. Muội còn nhớ về tháng 9 đại lão gia bên Đông phủ mừng thọ không? Ừ. Đúng lúc đó ta gặp hắn ở bên ngoài giường. Thấy bộ dạng của hắn thì ta đã biết hắn không có ý tốt. Sau đó nghe Phong Nhi nói mấy tháng nay hắn có đến một vài lần, đều đúng lúc ta đến Ninh phủ. Cốc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga. Mấy tên khốn đó đúng là không biết đúng sai. Lại có ý định đó, hắn sẽ không được chết lành đâu. Để hắn đến đây, ta sẽ tự có cách. Thụy Đại Gia đến rồi. Má mời vào đây. Thụy Đại Gia, Thúy phu nhân mời cậu vào. Tổ tổ, tổ tổ. Chào Thụy Đại Gia. Chào tổ tổ. Dạo này tổ tổ có vất vả lắm không? Con có mang rót trà. Thụy Đại Gia mời cậu ngồi. Tổ tổ à, nhị ca ca sao vẫn chưa về vậy? Cũng không biết là nguyên nhân gì. Không khéo trên đường bị ai đó trói chân lại, không nỡ về nhà không biết chừng đó. 偏白茫茫大地。